Chào mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại kênh Moon Family TV. Mọi người Tết, ăn Tết có vui không ạ? Ở nhà mình thì ngày mùng 1 và mùng 2 Tết rất là nóng luôn. Hôm qua còn đi chúc Tết còn phải mặc áo lông và quần đùi ấy mọi người. Đây, hôm nay khung cảnh ở trước cửa nhà mình, trời hơi âm u một chút, gió rất là to, lạnh. Thế là chuẩn bị xong 3 ngày Tết rồi mọi người ạ. Cái dư âm bắt đầu Tết, mới bắt đầu chuẩn bị Tết, đang còn mà là sắp phải Tết rồi. Mọi người, đấy là mâm cơm cúng mình vừa làm xong để tiễn đưa ông bà đi. Sau khoảng gần một tiếng đã có một mâm cơm như này rồi nhá mọi người. Tại vì ngày Tết thì tất cả mọi thứ thì đều có sẵn rồi, mình chỉ có việc kiến lên thôi hoặc nấu lên một chút là có thể ok rồi. Có nói với chú bé lên trên trên này cho mẹ này nhỉ. Mọi người ơi, đây là cái không khí tối mùng 3 Tết. Đây, sau khi chơi ở nhà cầu sóng thì cả nhà nhà mình lại đâm gói xách nhau về nhà mình thôi. Mình vừa về đến nhà rồi mọi người. Mừng thân mừng. Thank you.
Con nó bóng phảo nữa, nhà em vừa nổ ra hết rồi. Hết rồi, phảo rồi. Đã đọc con hoa với tôi thấy cái vui chứ. Hệt pháo rồi mới đưa ra. Khói ơi, nhà em vừa bắn pháo hoa đang còn thừa của thổi sáng canh. Hôm nay em gài với em rể các cháu ở Hà Nội về nhà ngoài ăn Tết. Rất là vui luôn cả nhà. Làm nhiều thì làm quả sáng cả thành phố luôn là xong. Gia đình em hồi ngộ ngày cuối cùng nhá mọi người. Ăn xong bữa cơm này là cả gia đình mình phải xa nhau rồi. Hà Nội về Hà Nội, Quỳ Hợp về Quỳ Hợp, Cờ Lo ở lại Cờ Lo thôi mọi người ạ. Học đá bóng nó có được giải cái gì thì cũng không. Phải hết tuần đây. Hết tuần có bóng. Cô bỏ thôi. Hết tuần nữa. Hết tuần nữa. Hai Tiến, mẹ con đang còi về thằng nó muốn ở lại mẹ mà đứng đi làm là nóng mà. Bye bye nha. Bye bye mừ con hôn mừ cái thầy, con hôn mừ cái. Bye bye mừ nha, bye bye em đi nha. Chúng mình gặp nha. Dạ. Thôi mừ về nha. Dạ, mẹ con về đi. Bye bye. Đến giờ là đội Hà Nội về nhá mọi người. Lúc nãy là đội Quỳ Hợp, bây giờ là đội Hà Nội. Hà Nội là chia làm hai lần. Lần này là gia đình em gái với em rể về trước, còn gia đình em trai về đây, em dâu với cháu thì ra sau. Lốp xe đây. Nó tào xuống tôi cháu. Đi về chú Long không? Không à? Có. Muốn gì này cho ra Hà Nội chơi là muốn thích lắm. Bắt em vô hồng lúc kia là lấy đi con, lấy đi. Lúc kia lấy đi, lấy đi nhiều hồng. Xe bằng lòng sạch ché thế này, xe bằng bình. Xe bằng bình cầu đi về bẩn đấy. Thả mới lượm lần. Nào, yếu bạc cái nào, yếu bạc cái nào. Nào, em về nhá. Em về bảo yêu em nhá. Muốn em muốn vứt được bài bài thì tội chứ. Muốn lại yêu em, em về kia. Muốn ai muốn lại yêu em bắp cái đếm bắp về kia. Rồi em bắp về rồi. Bắp ra trả em đi kìa. Hai chị em yêu nhau đấy. À, thế bye bye thì em bye bye con đây. Thưa nhau nào, bye bye.
Này yêu bạc cái này, yêu bạc cái này, bác yêu bạc này. Bác yêu bạc này. Có con nào là con nhớ con để rồi chẳng ngọt. Đấy đó, đấy đó, đấy đó. Đây. Con nhớ con. À con lau, chú lau. Đây để có con, đấy đó. À, thôi được bố con nào còn chú lắm rồi, đưa ra cho chú lắm. Cô Minh ơi. Đây, thay tên xe mắn này. Sáu sáu ông. Ngày về vào ở nửa tháng. Đi lên xe ăn. Cấm lại. Cấm lại cho ăn ăn bắp này. Mùa hè nửa tháng chứ đừng mùa hè thì ở trong phòng mình ngay thôi. Nếu mà mùa hè mà nửa tháng thì mùa hè đi. Đúng không nhỉ? Đây giờ chia tay đã đến. Giờ chia tay nhau đã đến. Còi tàu hít vang giữa màn đêm. Mình dừng lại là như cô Minh đây. Đây. Mẹ 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 lấy đi ăn kẹo. Cũng được không? Mẹ 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 con đâu áo quất trắng ấy. Mẹ để đây đâm lúc nào mà con nó đây. Thầy. Đó. Cho ông ta lấy vài lông hộp lên xe đi. Vài lông hộp lên xe đi. Chào ông bà, bye bye chào ông bà. Khi nào em thấy đồ của mấy đứa này con chơi bài ấy. Mấy đứa chơi bài không? Chỗ tên nhau đi. Muốn ăn gì à? Bên Nhi ơi. Mời này cho mọi người cho chú. Mời đi 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 mời cái la cái máy nó biết gì rồi đi Minh. Đi Minh mà mùi nó lại ra rồi. Ôi trời ơi. Chào anh cu nhá. Anh cu. Có tên mừng tuổi nhiều nhiều cho bạc mượn mà cho bạc vay hôm nay hay bạc trả cho. Mẹ cầm hết rồi à? Hôm nay bác Minh ra nói mẹ bắn tài khoản bác Minh mượn nhá. Này mẹ Minh. Thế được bao nhiêu tiền mừng tuổi của cô Ninh bản tài khoản cho bác Bình mượn nhé, cô Ninh cho mượn đấy. Bà nha, bà cùng nha. Bye. Bye bye. Ra con trắng vào trong này đi thôi. Cô Ninh về lại cô Ninh về lại cô nó mình đi vào trong này. Vào trong có vào trong riêng này. Cô bán là cô Ninh rồi. Tớ đây, cô Ninh đây, cô Ninh. Em đi ô tô à? Mơ bà chào em này mơ. Thì mơ bảo con mơ hôn em mà mơ hôn em mơ chú bọc vương. Bọc đây nha, bye bye. Thương như nào, về là thương như nào. Tôi chào, tôi chào, tôi chào. Đi rồi, đi rồi, bye bye.
cả nhà về rồi. Đây Hà Nội về chơi thì rất là vui luôn, nhưng mà đi cũng rất là buồn. Video này kết thúc tại đây, hẹn gặp lại mọi người vào video tiếp theo nha.